Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chú Vô Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của cái gì nhỉ? Mấy anh Himia để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã từng bước tiến quân xa cái đất của thằng Đông La Mã rồi, và bây giờ có một cái diễn biến mới, đó là thằng Sassanid đã quyết định đánh nhau với Đông La Mã, và mình chân phải tranh thủ cơ hội đấy để chiếm ngay cái vùng này. Có thể mình sẽ đập thằng Đông La Mã khá nhanh ở khu vực này, nhưng mà kế hoạch của mình chắc mình vẫn phải cần một hạm đội hải quân. Ở đây mình có một cái hạm đội đây, nhưng mà hải quân của mình bây giờ nó cũng hơi đuối. Đây là mình cần có một cái hạm đội đủ mạnh để có thể tiến sang đất của La Mã. Có điều là nếu mà chơi như này thì hơi đắt. Mình có 6 cái thuyền pháo thì mình nghĩ là chắc là đủ rồi. Nhưng mà cái pháo này pháo 1 rồi. Sao cái pháo này bé mà nó lại đắt hơn nữa nào? Đây này. Hạng chung mà lại... Khẩu này thì nó có 2 viên này, nhưng mà sát thương nó yếu hơn. Khẩu này có 1 viên, sát thương mạnh hơn. Nếu mình có thêm lực lượng bộ binh yểm trợ thì nữa nhiều rồi. Cái thuyền này thì nó không có hỗ trợ cung hồi quân hồi tên này, 4 chiếc thôi. Vậy mình cần 9 chiếc chuyến chiến hạm tấn công à? Hết tiền. Thế thì từ từ á, để mình sau mua. Thuyền cung tên nó mới hồi được, quẩy đá không hồi được. Thôi vậy trước tiên chúng ta xử lý thằng... Mình sẽ không cho quân tiếp viện vào thôi. Mình còn một quân đoàn dự bị ở ngoài nhưng mà mình cho tiếp viện. Ở đây nó không có thuyền bắn đá, không sợ. Xem cái địa hình này nào. Cũng được. Triển khai quân ở trên này thì đẹp. Nói chung là chơi này mình tăng số lượng lạc đà lên 4 đội rồi ạ. Lạc đà của Himia thì rất là mạnh, mà đây chỉ là mấy con lạc đà đời đầu ấy. Sau này đến bọn siêu lạc đà đời cuối thì sức mạnh của nó là khủng khiếp, nhưng mà để mà lên được cái đội đấy thì lâu lắm. Thứ nhất là chúng ta phải nâng cấp công nghệ, cái thứ hai chúng ta phải 70% tôn giáo trên toàn lãnh thổ của chúng ta theo đạo Do Thái, chúng ta mới xây được công trình nhà lính đề năm thì mới có được cái đội đấy. Thực ra cái đội đấy cũng ít khi, ít có người chơi nào nâng cấp đến tầm đấy, bởi vì nó quá khó. Mình nhớ là nó có một cái gò đồi đúng không ạ? Đúng rồi, ở đây này. Có cái vò đồi đấy nhưng mà xem trình chỗ đấy cũng chả vào được. Đặt chỗ này thì nó có 2 cổng có thể tiến ra vùng. Đặt bên này thì nó chỉ có 1 cổng, 2 cổng.
Mình thấy là bắn cái tên mà bắn cái đạn rít gió là một này, đạn lửa là hai này, còn hữu dụng hơn là bắn đạn kêu thông thường. Mình cần nó trừ sĩ khí, chứ còn đam thì mình thấy cái bọn này nó bắn cả đớ lắm, chán thua đâu. Mình cần nó trừ đam nhiều hơn. Lần này chúng ta có nhiều lạc đà thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Có thể mình sẽ triển khai một vài đội lạc đà trên này để có thể cần sẽ móc lốp nó luôn. Đội này đây. Bán. Bắn ba cái thằng La Mã này. Mốt rồi mà nó vẫn cháy hẳn. Nó không giống Total War Tam Quốc nhỉ. Cháy đến 71 này là nó tự cháy hỏng luôn. Ngon, cứ vào đây. Rít gió tất đi. Đang rít gió cho nó rực rỡ. Ngon, cứ vào đây đi. Con ngựa này khó bắn nó lắm. Thủy quân Byzantine
thủy quân Byzantine này. Sợ gì, lạc đà mình đánh tẩm rồi. Đây. Đồn trưởng giúp gió cho anh. Đồn trưởng giúp gió cho anh. Cơ số lạc đà, sợ gì. Xong. Lại rút lên núi. Cháy nguyên cả khu rừng. Mày lên đấy. Xong. Mấy con lợi là gì nhỉ? Đốt rừng rồi. Rồi lùi lại đây. Bắn đạn giết gió. The fire rises. The enemy city smolders. Đội lạc đà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. We are at your command. Fight will. Còn có mấy con ngựa để mà bướng ghê nhỉ. Cho mấy con lạc đà này sốc nát luôn quân nó. Rồi. Quyết đi nào. Axman.
rất nhiều lạc đà. Rút ra sốc cho nó một phát thế là được rồi. Lạc đà chú Phi nó đạp kinh lắm. Lôi thẳng đây bắn. Úi dồi ôi. Tràn luôn sang bên này. Lạc đà châu Phi. Đây là lạc đà Trung Đông. Nó bị trừ sự khí rất mạnh do chúng phải các loại tên. Bọn này bị trừ sĩ khí mạnh quá nhỉ. Ai à, phòng tuyến thủ nữa kìa. Bắn chúng vào quân mình nên là sĩ khí quân mình bị tụt. Sau khi đánh xong trận này mình sẽ cho quân tiếp viện nó vào. Quân tiếp viện đến khu cạnh để giảm tinh thần như sĩ. Lạc đà cho tôi mình sốc không. Ai dồi. Mấy thằng công tên này. Thôi bắn đạn thường đi. Bắn đạn này chứ. Melee infantry. Axemen.
Đạp. À, tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi thì nó sẽ ra đám nhanh chứ mà. Chạy rồi. Mình đánh trận toàn cái căng này, quân nó đông. La Mã nó toàn đánh đời cuối rồi. Mọi phết đấy. Mình chưa lên được cái đội lính. Nhưng nếu như sau này mình lên được cái đội kia thì liệu nó cần dùng cái cung tên không nhỉ? Đang băn khoăn. Vẫn phải có cung tên này. Đông La Mã. Được 11% mỗi quân cơ mà, được phết chứ. Đùa đâu. Đây. Ready for orders. Ready for battle. You have further orders? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 At your command. My lord. Ready for battle. Ai chà. Sửa chữa. Cảm nhận thuộc à? Cái gì đấy? Doanh trại bộ binh. Mình phải xây công trình này. Cho là thằng này chưa thể dám mắc quân sang đập mình được. Bây giờ Sassanid và mình có chút kẻ phù. Vẫn khó có thể tăng được khi mà chúng ta là siêu cường. Một cái trai quá là nguy hiểm. Thế mà hệ thống chính trị của mình bây giờ quyền lực của mình đang giảm à? Có thể nhà vua sẽ phải nhận thêm vài thằng con nuôi nữa rồi. Sẽ cần phải nhận thêm vài thằng con nuôi nữa. Ây da. At your service. Tiền của mình cũng khá đấy nhỉ. Kinh tế mình là cũng ổn. Để ra mà nuôi thêm quân nữa cũng được. Mà bây giờ mua thêm quân thì chúng ta lại thánh kiệt kinh tế. Cứ để cái thằng con bọ cạp này, à con bọ cánh cứng này, Gamanatia này nó đánh nhau với thằng Sassanid đi. Xong có thể mình sẽ nhảy vào chiếm nốt mấy cái vùng đấy. Rồi sau cái vùng đấy mình mới có một thành. Ăn không được rút. Thông minh. À, mò về đây rồi.
phe phái bị hủy diệt. Ai chả, quyền lực của chúng ta lại tăng khá cao ấy. Rồi, full cái hạm đội này là mình có thể giết nhà vua sang bên này. Con này thì về đây là coi. How can I serve? Chỗ này cần có một hạm đội ở đây à? Set up the watch. How may I serve you? On the move. Vùng này chắc chắn sẽ bị thằng Sassanid nó hỏi thăm đến. At your command. Ready for battle. No, anh ở đây sao nhỉ? At your command. Speak your terms. Ha, chịu hòa bình rồi. Đi Bắc nó đang chiến tranh với cả bọn Slaver kìa. Kệ nó chiếm mình chiếm lại. Thống đốc. Tốt rồi, có thằng đấy đứng ở chỗ đấy thì nó không tấn công được cái thành của mình rồi. Bởi vì nếu nó muốn tấn công nó phải chạy vòng khá là xa. Còn bây giờ thì thằng Đông Lăng Mã nó đang đi chiến tranh với thằng Sassanid ở phía bên kia. Chúng ta sẽ phòng thủ ở đây. Và tranh thủ chiếm vào cái vùng đất phía bên này. Tốt. Lòng trung thành đang dao động. Lão nhỉ, lòng trung thành nó rồi. Rồi, rút tiếp quân đoàn của nhà vua sang đây. Quân đoàn của nhà vua về đây mua ít quân nữa. Mua thêm hai con lạc đà nữa.
ready for battle. All men must serve. Cái vùng đất của thằng Sassanid này cũng đang nổi loạn liên tục. And silent. My work is done. We fight for you, my lord. At your service. It is an honor to serve you. Năm mươi mốt lương thực à? Được, vẫn lên được. Ready for battle. All men must serve. Đây chỉ là một cái làng nhỏ. I am eager to serve. Chúng ta cần một hạm đội nữa ở đây. Chúng ta cần một cái hạm đội nữa ở đây. Nếu mà cái hạm đội này không thủ đây được, cần một hạm đội nữa ở đây đấy chứ. Mình sẽ phải thành lập thêm vài hạm, hai hạm đội nữa đấy. Xem mình Sassanid thế nào đấy. Nguy hiểm quá nhỉ. Cái điểm siêu cường này nó thật là nguy hiểm. Mình chưa sẵn sàng chiến đóng thêm bất kỳ vùng đất nào, bởi vì bây giờ trị an nó là một vấn đề rất lớn. Trừ khi mình đưa quân đoàn của nhà vua xa đã thì bắt đầu mình tính tiếp được. Lấy vợ à, cộng một chảo vui quyết thì được, sao mới lấy. Cán cân sức mạnh, biện pháp bất đắc dĩ. Thiến. Mùi nguy hiểm lắm. Mày chết này. Rồi còn thằng nào không trung thành nữa. Ồ, tại sao lại có một cái cách đảm bảo lòng trung thành bằng cách thiến nó gì nhỉ? Có ai? Mình chưa hiểu cái lịch sử thời kỳ này tại sao lại như vậy? Có cái đoạn trung thành bằng cách thiến đi nhỉ? Ừ, chẳng nhẽ người đàn ông không còn gì nữa, không còn... Your will is done. I was born in darkness. Đây cái giếng nước ấy. Ready for orders. We fight for you, my lord. We fight for you, my lord. Vùng này mình không chắc là có thể thủ được. Vùng này màu mỡ bún à. Ready for order. Lập thêm một quân đoàn hạm đội nữa ở đây thì kinh tế của mình dễ sập lắm. At your command.
Ready for orders. Lần sau có nổi loạn. At your command. Vấn đề tôn giáo của mình bây giờ mới được có 45% thôi. Chiếm thêm đất như này thì còn lâu mới vấn đề tôn giáo tăng lên được. Đề phòng anh Sassanid này. Mà Sassanid thì bây giờ nó cũng đang thiếu thốn lương thực trầm trọng. Chắc cũng không làm được gì nhiều. Ramanathia nó mượn đường của mình sang bánh thằng Sassanid. Vậy nó thôi. Rồi. Đông La Mã. Cần thêm một hạm đội nữa để phòng thủ khu vực phía trên này. Mình nghĩ là mình dùng cái loại pháo 2 khẩu hay hơn là pháo 1 khẩu. Syria nổi dậy. I am no one. I go. Your orders, my lord. Giám sát khu vực này xem nào. Không có nhiều quân, không sợ. Cứ từ từ đi đến đâu là phải chiếm đến đấy. À, cái này để tăng cái di chuyển ngựa đấy. We fight for you, my lord. Make haste, men. Mình đang dùng pháo của La Mã. Bắt được pháo của La Mã. Advance. Ready for orders. Ready for battle. Ready for. Để thủ được mà, gần này quân thủ được. 800. Chắc phải tích thêm tiền hai lượt nữa thì mới ra. How can I serve you? At your service. They will be convinced. Sao không thuyết phục được nó nhỉ? My lord. Thành của thằng Sassanid này loạn. À, vác quân đánh nhau ở đây. I am no one. Nếu tiếp theo đánh thẳng vào cảng này được không nhỉ? Mình nghĩ mình chờ lên, chờ hạm đội của mình lên nữa. Đấy, ít nhất là chờ nhà vua. At your command. Get the fortifications ready. Hai con lạc đà. Hai con lạc đà.
Đất của thằng Đông La Mã rất giàu có. Mình chiếm được các cái vùng đất của nó là mình sẽ rất là giàu. Không sợ lắm. Để chắc ăn thì vẫn cần một quân. Lúc nào các bạn đánh bạn phải tính cái quân đoàn gọi là sư đoàn dự bị nhé. Để trường hợp quân tiên phong bị thương vong thì có thể có đơn vị dự bị bổ sung ngay. Còn nếu các bạn xông pha mà không có quân dự bị thì là nguy hiểm lắm. Tạm thời bây giờ chúng ta sẽ không mua quân, là mua nâng cấp thì cả và chúng ta sẽ bốn chiếc này, thuyền này áp kíp nó cao nhất đúng không? Thuyền này 2 pháo. Sáu chiếc. Recruiting ships. Hết tiền này. Lượt sau bắt đầu rút quân này đi được rồi. Softly. I am ám sát cả vua đó. Can I assist you? Thằng này có mái tóc đẹp ấy. Bọn này La Mã đặc điểm cho nó chơi rất nhiều pháo. Ái dồi ôi, nó còn nguyên cả một hạm đội ngon đây. Nguyên cả một hạm đội. Chiến thuyền của nó cũng mạnh. Ready for orders. Ready for battle. Nhà vua của mình trai tốt thì lắm hay sao mà chỉ số nó cao thế nhỉ? Thái tử. Quyền lực của mình cũng ổn mà, duy trì ở cái mức này thôi. Tăng cao nguy hiểm lắm. Không cần quá cao nhưng mà đừng để quá thấp. Sớm hay muộn mình cũng phải chiến tranh với thằng Sassanid thôi. Để xem ai là bá chủ Trung Đông. Mấy thằng điên này. Rút quân là mình sẽ chiếm dần. Thank you.
rút lui chiến thuật à? Bây giờ cái hạm đội này mình sẽ mua thêm một chút nữa là 16 rồi à? Hạm đội này sẽ được cử lên phòng thủ phía Bắc. What? Sao hạm đội này... Từ... Không có thuyền... As we go. Phải có vài cái thuyền pháo chứ. Fleet reporting, my lord. Ready for orders. Vài cái thuyền cung tên. Ready for orders. Recruiting ships. Our lord needs more ships. We need good, strong men. Yes. Được rồi. Làm trễ mất mình mất một lúc. Ready for orders. On the move, my lord. Is there nothing else? Lính đảo ngũ. Ba mươi lương thực, vùng này đang thiếu lương thực. Để lên cái này trước đã. All men must serve. Chưa thể tiến hơn được. Is there nothing more? We fight for you, my lord. Ok. Ready for battle. Is that all, gõ nhầm, cái chết. Swift and silent. Trên này quân La Mã còn khá đông. Can I assist you further? Treading softly. Thống đốc. Thống đốc. Tăng cái bóng ngựa thì nó chỉ tăng tốc độ di chuyển thôi, nó chẳng được cái gì hơn lắm. Chơi cái độ khó huyền thoại này cứ phải tính toán từng tí từng tí một, sơ sẩy một phát là nó đánh hội đồng nên là chết không kịp ngáp luôn. Liệu mình có thể gánh tiếp cái nền kinh tế kiểu này được không? It is an honor to serve you. Easy and to board. Making for port. Assembling the fleet. Recruiting ships.
Mình đã mua nhầm rồi. Tốn bao tiền. Ra ngoài. Xây cái giếng nước đã. À bây giờ lâm móng cho mấy con ngựa này. Đàn vẫn chưa ổn được, chưa thể rút đi đâu được. Dưới này thì mấy ông Gamanathia này, mấy ông Sassanid vẫn đang đánh nhau loạn xạ. Quân đoàn của nhà vua lên đến đây rồi. Ready for battle. We fight for you, my lord. Chưa ổn được. Kỳ cục là tại sao cái thằng Armenia kia nó đang chiến tranh với thằng Đông Nam Á, nó không thể chiếm thành phía trên kia nhỉ? Thành to lắm ra nó phải chiếm nhỉ? Nếu chiếm được lốt cái vùng trên này mà mình xong mình đàm phán hòa bình với thằng Đông Nam Á thì cũng là một cái giải pháp tốt để bắt đầu tập trung đập thằng Sassanid cũng hay. What the hell? Back! Kinh quá. Our voyage is done. Nguyên cả một hạm đội La Mã ra quay mình. Qua chỗ này nữa này. Cái thằng này nó nghĩ gì, nó định làm cái trò gì mà nó quay kích nhà mình này. Đây nên móng vàng này. Lên đến móng vàng. Ở vùng này lương thực giàu có thế. Nó rút rồi. Ready for orders. Nó rút rồi. Bear down on them. Hard on the oars. Going aboard. Chị An cái vùng này đã chưa rút quân đi tiếp được. My lord. We fight for you, my lord. Your next command, my lord. Đúng này mạnh ghê nhỉ. Ready for battle. My lord. My lord. Nhà vua có thể đánh thẳng ở đây được cơ à? Từ từ nhá. Advance. Ready for battle. Waiting for more orders. Từ từ nhá. Hai quân đoàn nào đủ. Được rồi. Lực lượng phòng thủ mình là ổn rồi. Nếu có điều kiện thì thêm một hạm đội nữa ở khu vực này. Làm quái gì mà lắm thuyền chiến thế này.
Cái thằng này chắc mình phải tính kiểu gì với nó chứ. Nó cứ sai nhà mình đó. Cái bóc này nó bẩn thật. Gamanatia 4 quân đoàn. Ready for orders. Hạm đội. Toàn phá và phá. Ai già nó đánh một phát là mình vỡ mồm luôn đấy. Thủ không nổi. Cứ giải quyết thằng Đông La Mã đã. Mình đánh nhau với Đông La Mã là tăng điểm ngoại giao bọn này. Từ từ. Thì bên kia Sassonid vẫn còn đang chiến tranh với hai cuộc chiến liền. Cố gắng đàm phán hòa bình với Đông La Mã. Sau khi chiếm nốt cái thành Latakia nhỉ. Vùng đấy bây giờ thuộc Latakia. Một cuộc đàm phán hòa bình cũng là một giải pháp tốt vào lúc này. Chết thật, hết tiền, con đập này của mình nó cứ bị hỏng liên tục, nó thích quái nào. Công trình thủy lợi. Quánh vào đây. My lord. Laying siege to the settlement. Nhà vua phải đi đánh trận để mà cho bọn binh sĩ nó nể sợ tí, không là chúng nó không sợ chết tôi. Mình có thể mua thằng champion nữa mà nhỉ, sao mình cho mua bạn đây này. Một cái giải pháp hòa bình với Đông La Mã là hợp lý vào lúc này. Greetings in the name of the state and nó không chịu thì nó cũng chả làm gì được. Ready for battle. Ready for orders. We fight for you, my lord. Nghèo quá. Bây giờ
Đông Nam Mã đang rút quân dần à? Đập 4.300. My lord. At once. Quân nổi dậy. Ready for orders. I want hourly patrol. Bắt được thêm khẩu pháo nữa này. Ready for orders. Cộng 10% giáp cơ à? Nhà thờ Hy Lạp. Phá hết. Đây không phải nhóm công trình chúng ta. Ôi ôi, tiền bây giờ nào vấn đề đây. Lấy ra tiền đây. Siêu cường giảm xuống còn 30 điểm thôi à? Đông La Mã và Chi Hầu ở đây. Chiến thắng Do Thái. Ôi ôi, chiếm được cả Thassia. Ôi ôi. Ôi. Ôi ôi. Tóm lại là mình phải đập nhau với cả, sau khi giải quyết xong thằng Đông La Mã là mình sẽ phải tính đến thằng Sassanid rồi. My lord. Nhiệm vụ gì mà vãi trưởng thế này. Good orders, my lord. Và bây giờ kinh tế của mình sập rồi. Tế của mình sập mất rồi. Cần có gỗ, chì. Sassanid thân với mình. Chắc là giải quyết thằng Sassanid trước, sau đó sang châu Phi để sau. Nếu không thì nó sẽ thuận hơn. Đế quốc Đông La Mã. Nền kinh tế của mình sập thật. Vẫn cần một thời gian quá lâu để ổn định.
We shall put aside swords and draw the bow. Tự dưng tuyên chiến với mình. Chẳng hiểu vì lý do gì. Sửa chữa con đập. It is an honor to serve you. Nó có cái hạm đội to quỳnh ở đây đâu nhỉ? Làm trận trên biển phát nhỉ? Mình chưa được đánh trận trên biển kiểu này bao giờ. Trận tấn công đổ bộ. Chắc khả năng nó sẽ trèo lên bờ hết thôi, nó không ở dưới biển đâu. Mình sẽ phải dùng thuyền pháo để lã nó rồi. Damage done on the campaign map will be visible on the battlefield. It takes time and money to repair it, something the besieged can never afford. A direct assault on a province capital without artillery or siege equipment is only possible after allowing a siege to escalate over time, causing breaches in the settlement walls through which your troops can attempt entry. Artillery ships reporting. Nó sẽ đổ bộ thôi mà, nó không dám ta đi tấn công mình đâu. Ây da. Binh của mình nhìn chắc cũng lượt phết nhỉ. Firepower ready. À, tư thanh của nó có cả pháo này, nhưng mà tiếc là không bắn được. Mình bổ bộ đây làm sao nó bắn được hả? Rồi chúng nó leo hết lên bờ rồi. Vậy thì cho pháo ở đây sẵn sàng. Thuyền cung đứng đây. Thuyền cận chiến thì lên đây. Chúng nó trèo lên bờ rồi. Hạm đội của Himya. Thank you.
cho nó vào gần thì bắn chuẩn luôn. Chạy rồi. The enemy draws near. Bắn đạn giết gió thì trừ sĩ khí nha. Mấy thuyền này nhanh chạy thế. Rồi. Đổ bộ rồi. Phá rồi. Đừng cút tên đâu. Quánh tướng mình nhỉ. More ammunition. This ship will continue firing. Đây rồi, đội thuyền cung của mình đến rồi. The ship has replenished its ammunition. Malay infantry ready. Ready to march. Vớ vẩn chết được tướng. Advance at speed. Orders, my lord. See the flames. That city is ablaze. Tớ không cần phải xông pha đánh nhau làm gì. Còn cái thuyền nào chưa đổ bộ đấy nhỉ?
Rồi, đi hết đường này đi. Chỗ này thì để bọn thuyền nó bắn rồi. Thuyền cũng trên mình bắn đây. Còn hai chiếc đã đang chuẩn bị đổ bộ, không sợ. Chiếm xong cổng thành. The gates of enemy troops are at the walls. Bye. Off the boats. Mày đi. Your orders, my lord. Battle ready. Chỉ có được chiến đổ bộ. Chém. Thằng tướng lại đây. Rồi. Cái đoàn đầu tiên nó tiến vào. Ô. Phá hạ mình. Phá cái này đi. Ai dù, mình chưa bao giờ dùng cái lực lượng hải quân của bọn này bao giờ. Ôi, quá nhiều đi. Cận chiến của bọn anh cao phết mà. Giáp 73 khỏe đấy chứ. Xuất sắc giáp, xuất sắc trận sắc tương tự xa. Mạnh mà nhỉ. Yeah. Ready!
được, bọn này mạnh đấy. Chiếm lại cổng thành thì cũng để làm cái gì? Bổ sung tên luôn, và nó đến gần phát bắn. Chỉ bắn để có cái... chiếm thủ phủ xong. Ai rồi, nó có lính gì đây? Ôi linh dương mạnh đấy, bọn hải quân này cũng khớm hết. 50 tấn công vận chiến, vũ khí giáp cao, sức khỏe tốt, đập nhau được. Nó chiếm được cái vùng này là kéo cờ là thắng. Cho đổ bộ là được rồi. Úi giời ơi, may hà bưởi. Xong, kéo xong cờ là chúng nó xong. Cháy tan tành nhà của nó. Nhanh nhanh. Thành phố này sắp bị cháy tan nát rồi. Xong phim. Chúng nó cũng chả vào thành nữa rồi. À, vào được chứ nhỉ? Vẫn vào được. Vào những thành bây giờ còn gì đâu mà vào. Đến thời gian trôi là hết rồi, là tháng thôi. The gods have seen us victorious this day.
Hải quân của bọn này vướng ghê nhỉ. Cũng được mà, cho bọn này làm kiểu xung kích cũng được. Chiếm được một cái cảng biển. It is an honor to serve you. Hết sèn. Ready for battle. Nó đang bị thằng Armenia gì đây, nó đánh cho tay cua này. Thằng này thằng gì nhỉ? Mình chưa nối liền được lãnh thổ. Ready for battle. Chị Hàn chưa yên được. Ready for lắm. Orders. Fight for you, my lord. Laying siege to the settlement. Không có quân phòng thủ mấy. We take this settlement for you, my lord. Fight for you, my lord. At your command. Chuyển sang nhà thờ này. We fight for you, my lord. Màu mỡ 4 à? Hết tiền. My lord. 76. For orders. To your duties, man. At your command. Chia nổi loạn này. My lord. Đông La Mã ơi là Đông La Mã.
Ready for orders. Making for port. Fleet reporting, my lord. Make haste, men. Going aport. Còn đâu La Mã xem nó chịu hòa bình không? Do not waste time on. Căng nhỉ. It is an honor to serve you. Thôi nó quay ra nó đập chỗ này sao nhỉ? Ready for battle. Không đủ tới. We fight for you, my lord. Ready for battle. At your command. Không đáng sợ lắm. Nhưng mà chắc mình phải giảm bớt cái lực lượng hải quân thôi. Đông quá. Biết là ngon nhưng mà chết tiền. Bọn này đang rút lui chiến thuật hết rồi. Nó đang rút lui chiến thuật hết rồi. I humbly propose this in the hope. Syria có cuộc nổi dậy. Yes. At once. Đã xong. At your command. Ready for orders. Hạm đội về đây. Ai chả kinh tế mình khởi sắc hết nhỉ? Không sửa đâu cả. We fight for you, my lord. Ngắt đồng. Bên giáp hạt này, bên giáp này. Cái này cần phải chờ nghiên cứu. Ngựa bóng vàng. Ngựa bóng vàng. À cái đập nước của mình sửa xong rồi. Tiền lên lại nhiều rồi, hơn 5.000 rồi. Lại nghèo quá. Năm mươi lương thực rồi, không thua gì à? Kệ đó, âm tí lương thực cũng chả sao. Ready for battle. Ừ.
We fight for you, my lord. Ready for orders. Chưa thể tiến ngay được. Hay. Ready for orders. Chưa thể tiến ngay tiếp được. Ready for orders. Hạm đội này của nó to lắm. Sau khi giải quyết được cái khu vực này thì mình bắt đầu tiến ra đây được. Phong tỏa cái vùng biển này thì mình yên được chút. At your service. I thrive on ledgers and accounts. Cứ bình tĩnh. Phía trên đã có Sassanid hỗ trợ. What? Sao có cả mấy thằng Slaver mò tận đây cả? Ấy à, rút lui hết à? rút lui chiến thuật hết à? Ôi trời ơi, hoạt động tình báo địch. Kinh tế mình lên mạnh rồi. Phe phái đã bị diệt. Syria. Nó bảo chỗ này sắp có nổi loạn thôi. Tám ngàn. Chưa đủ nâng cấp để... Cái này mình không dùng. Phá đi. Ây, cộng thêm giáp vào nữa thì mạnh đấy. At your command. Mấy con lạc đà. Mấy con lạc đà sẵn nó đã khỏe rồi. Màu mỡ cao. Bổ sung lương thực. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.